Phương xin mến chào quý vị khán giả và các em đang cùng theo dõi chương trình Ước mơ của em ngày hôm nay. Các em ơi, các bạn nào có thể kể cho chị Mai Phương nghe rằng là những câu chuyện trong các bữa ăn tối của chúng ta sẽ là những câu chuyện như thế nào không? Ngày hôm nay, có một người bạn vô cùng đặc biệt sẽ kể cho chúng ta nghe về câu chuyện xảy ra ở bữa cơm của một gia đình. Và câu chuyện đó sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng gọi cho hiệp sĩ nha các em. Alo. Chào tổng đài viên Mai Phương. Hiệp sĩ ơi, bây giờ thì hiệp sĩ hãy nhận nhiệm vụ đó là đến số 192 đường Bùi Viện, quận 1 để giúp đỡ cho bé Gia Luân thực hiện ước mơ nha. Hiệp sĩ luôn luôn sẵn sàng để nhận nhiệm vụ. Nhưng mà Mai Phương chưa nói nhiệm vụ lần này là gì. Hả? Trời ơi, khó lắm á. Khó đâu mà khó, hiệp sĩ làm được mà. Chúc hiệp sĩ thành công. Thôi được rồi, nhưng mà dù sao thì cũng vẫn phải lên đường. Mai Phương cứ chờ tin tốt thì hiệp sĩ nhá. Cô đang tìm bạn Gia Luân. Dạ con là Gia Luân. Hôm nay ước mơ của con là gì? Dạ ước mơ của con là sẽ làm một đoạn phim hoạt hình ngắn trở về gia đình của con, để mà mọi người có thể biết gì nhiều thứ ở gia đình con. Thực sự cô chỉ nghe thôi là cô đã thấy là cực kỳ khó khăn. Dạ. Con phải vẽ thử cho cô xem. Giờ đề tài mà cô dành cho con đó là vẽ một cô gái xinh đẹp như cô. Tạo có thể chấp nhận là mình có thể hiểu ước mơ lần này rồi kìa. Rồi vậy thì bây giờ có ai ở nhà không thì con xin phép ba hoặc mẹ thì mình sẽ lên đường đi thực hiện ước mơ. Dạ. Dạ ba ơi, cho con đi thực hiện ước mơ của em cùng với lại cô hiệp sĩ. Dạ rồi. Có gì cả, chăm sóc cháu ngon nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh, em chào anh. Dạ. Dạ, so cute, so cute. Cô tên là Chi ha. Hôm nay dạ. Cô sẽ hướng dẫn cho con sơ về quy trình làm hình 3D. Đầu tiên mình muốn có một bộ phim hoạt hình thì đầu tiên mình phải có một cái kịch bản phim. Từ những cái kịch bản chữ mình vẽ thành hình. Dạ. Đây là kịch bản hình ảnh. Người ta gọi là storyboard. Cái bạn này đứng ở đâu, nói cái gì. Sau khi có cái storyboard này xong. Dạ. Thì các cô chú sẽ bắt đầu diễn. Diễn cho những cái con nhân vật nó cử động. Chú đó sẽ vẽ từ cái con chuột. Con chuột giấy này. Thấy không? Chú vẽ từ con chuột giấy này thành con chuột 3D như thế này. Cô bên đây là rigging, gọi là họa sĩ gắn khung xương. Ví dụ như cái nút ở trên vòm miệng là để nhân vật lip sync. Dạ. Nói. Dạ, cô, cái bụng của nó có thể di chuyển được không ta? Cái bụng của nó hả? Dạ. Cái bụng của nó. Có, cô đang nói nước đó. Tiếp theo đó là giai đoạn diễn xuất. Người ta gọi là animator, là có nghĩa là họa sĩ diễn xuất. Mà diễn càng hay, càng tốt, tinh tế thì nhân vật của mình nó sẽ trên phim nó sẽ sống động hơn. Nếu mà làm một cái giấy động tác, một ếch nó làm như vậy thì chú mất khoảng 2 ngày. Con đang ấp ủ một dự định là làm cái bộ phim hoạt hình về gia đình của mình. Mà cái bộ phim đấy cô tính nhanh lắm cũng không phải 5 phút đúng không? Trời ơi! Mà con trong khi đó bây giờ con chưa hề biết vẽ trên vi tính. Bây giờ cho cô nói lại nhá. Cái bộ phim này chắc là sau này con của con sẽ được xem. Trời ơi. Cô có thể chỉ cho con một cái bộ phim hoạt hình khác mà có thể là làm đơn từ 2D hay đơn giản rồi à. Cô. Bây giờ cô có thể chỉ cho con có biết vẽ tay không? Dạ biết. À, con nếu con biết vẽ tay ha. Con lấy 10 tờ giấy ra con vẽ, nhưng mà con nhớ là nó phải cái vị trí của nó phải giống y chang nhau. 10 tấm hình ở ngay góc tờ giấy là con phải vẽ đúng 10 tấm hình ngay góc tờ giấy, xong lát con lật tờ giấy là con có được phim hoạt hình. Nhưng mà cái đó thì nó tên gọi là gì? Tên gọi là flipbook. Cuốn sổ của cái người họa sĩ này người ta phải vẽ nhiều hình lắm luôn á. Vậy bây giờ con có muốn vẽ cái này không? Dạ muốn. Rồi, cô có một người bạn làm họa sĩ. Ha, chú đó sẽ hướng dẫn cho con để vẽ được một đoạn flipbook nhỏ như thế này. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi.
ước mơ của con là làm một đoạn phim hoạt hình ngắn kể về gia đình của con. Dạ, điều con muốn gửi gắm tới trong phim hoạt hình đó, đó là con ước gì đó là được ăn cơm chung cùng với gia đình. Tại vì nếu ăn riêng lẻ thì con cảm thấy rất buồn và ăn không ngon miệng. Lấy phim hoạt hình đó dành tặng cho gia đình của mình. Wow. Với cái mong muốn của con thì chú sẽ giúp con làm về hoạt hình 2D. Nhưng mà trong thời gian ngắn nhất, nếu một người diễn xuất thì họ cần phải có một cái thiết bị đặc biệt dành cho trong nghề, đó là một cái bàn, người ta gọi là bàn đèn. Thì trong cái bàn đèn này nó sẽ có một cái nguồn sáng hắt từ phía dưới lên, chú sẽ bật lên cho con coi. Thì cái đèn này khi mình đặt chồng nhiều tờ giấy lên nhau á, mình có thể nhìn thấy được các hình ảnh ở phía dưới. Và muốn cố định lại các tờ giấy này với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thiết bị, đó là cái thước định vị. Đây là cái thước định vị giúp cho mình các tờ giấy này không bị xê dịch. Có nguồn sáng thì hắt lên nó giúp cho mình coi được các hình ảnh khác biệt nhau mà không phải lật giấy. Thì chú sẽ sử dụng một cái cuốn sách đặc biệt để vẽ dạng flipbook cho con. Thì đây cái cuốn sổ này á, thì con có thể vẽ các hình ở phía dưới rồi con bắt đầu con lật liên tục với nhau á, thì nó sẽ tạo ra được một cái, các hình ảnh chuyển động. Khi mình vẽ này á, mình phải tự tin lên. Con có thể coi ai đó đã từng vẽ rồi đó. Ok, như vậy là ổn. Thì con đã có được các nhân vật mà con muốn. Được chưa? Trước hết là sẽ sử dụng bút chì để vẽ phát. Thì mẹ con có thể là cao hơn con, có chân này. Ba con có thể là cao hơn chút. Như vậy, em gái con thì sẽ nhỏ hơn con. Các nhân vật trong hoạt hình đó, nó khi mà biểu đạt cảm xúc đó, thì nó người ta có buồn, vui, giận dữ. Thì con sẽ phải tập vẽ cảm xúc. Đây là buồn. Gì? Buồn. Này là gì? Là dữ. Và bây giờ thì mình bắt đầu vô phần vẽ chuyển động. Chẳng hạn như bây giờ con vẽ đang hình ba con đang cầm cái bát. Thì hình tiếp theo con sẽ vẽ là cái tay của ba con bắt đầu chuyển động gấp đồ ăn. Rồi cái hình tiếp theo nữa ba con cho đồ ăn vô miệng. Thì mẹ con đang ngồi ăn ở trong đây một mình. Công việc này sẽ rất là cực. Con sẽ vẽ rất là nhiều hình giống nhau. Tiếp theo là con vẽ cạnh con gái con. Bây giờ con sẽ tưởng tượng ra cái cảnh em gái con ngồi trên giường, mặt em gái con sẽ có bức không có vui. Cuối cùng là cái cảnh câu lại cảnh một á, là mỗi người ăn một cái góc riêng rất là buồn. Rồi xong hoàn thành. Dạ nào, làm một cái cho nó có khí thế coi. Nghe đồ là xong rồi, cô vào liền luôn á. Ê chà. Rồi, thì quá trình của mình làm sao ta? Làm cũng dài lắm đó cô. Dạ. Thì không hẳn là cái công việc gì nó cũng dễ dàng cho mình, đúng không? Dạ. Bây giờ nha, con lật đi. Xong sau đó cô quay. Và mình sẽ in ra là một cái đĩa. Dạ. Mang cái đĩa ra về mở cho ba mẹ coi ha. Dạ. Phim hoạt hình của Gia Lân bắt đầu. Rồi, trong một buổi chiều nọ, trong một gia đình, ba Phương thì ngồi ăn cơm ở dưới bếp, mẹ Vân thì vừa giao hàng vừa ăn cơm, còn em Xu á thì cùng ăn cơm với lại và giúp việc. Mọi người đều buồn bã. Một hôm con nảy ra một ý kiến, con kéo mọi người lại quây quần bên bữa cơm gia đình. Mọi người rất vui và hạnh phúc. Và ba, ước mơ là mình có thể là ngày nào mình cũng có thể ăn cơm gia đình được không? Tất nhiên là được rồi con. Có lẽ là qua được cái hoạt hình của em, của cháu thì vợ chồng mình sẽ suy nghĩ lại. Nói chung là khi mà cháu nói vậy thì chị cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm đó, nhưng mà cũng trong cuộc sống bây giờ mà tụi chị cũng là ở tỉnh vào, cho nên là
mọi cố gắng hết sức, nghĩa là nhiều lúc cố gắng làm để kiếm tiền mà không nghĩ tới cảm xúc của con. Thì bây giờ qua cái chương trình này thì mình cũng thấy là chắc có lẽ là vợ chồng chị cũng phải coi lại và phải sắp xếp công việc sao mà nó vừa có thể mà lo kinh tế được mà cũng thể có thể là vừa lo được cho cái cảm xúc của con. Chị sẽ cố gắng, nhưng nói chung là bây giờ là chị sẽ cố gắng. Dạ. Vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Dạ. 1, 2, 3 ăn cơm gia đình. Các em thấy ước mơ ngày hôm nay có dễ thương không nào? Quá dễ thương đúng không? Và các em thấy không, việc mà chúng ta tạo một bộ phim hoạt hình về gia đình cũng không có đến nỗi khó khăn như chúng ta tưởng tượng đúng không nào? Và hy vọng rằng là các bạn nhỏ khác của chương trình cũng sẽ thực hiện những cái ước mơ, những đoạn phim ngắn tương tự như vậy để gửi về cho chương trình và chị Mai Phương nha. Và chúng ta hãy cùng nhau khám phá những ước mơ thú vị tiếp theo của chương trình Ước mơ của em, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.